Cắn, cắn quay mặt qua đây cắn. Ok. Ủa sao mà được tiền lì xì mà còn được cái này cháu chúc gì? Con chúc Khan to stay young forever and to have twins. Con chúc chị Khai với chị Sơn vui vẻ với nhau. Everything works out. Okay. And you can triple it. Oh my god. Okay. Too much. Sang ba. Sang ba con chú nó con nuôi nha con. Đi làm con nhà. Oh yeah. Oh, that's a good one. That was mine. Đi làm gần nhà. Oh, gần nhà. Con chúc Khánh và Justin gần nhà. Like okay. Job, but then less stress load. Okay. And then our baby girl. Lady girl. Yeah. No. Oh, wait, go ahead. Not already went. Oh, you did? Less work, but still lots of money. Okay. Relax. And for everything to go okay, right? Your son. Yeah, thank you. Go anywhere. No, everything goes okay. Job, you can stay young forever. And Trời ơi, dì Khánh nó nói chúc mừng lâu vậy đó, mẹ nó đứng nó nhúng qua tay. Now you got experience, huh? Mình đặt con cái cho dì Khánh con. Đây là tôm. Okay, seafood. We got cá. Is that cá? Yeah, cá. Yay. Chú Phong. Oh, yes. Oh yeah. Give me my cá. Give me my cá. Hết tiền rồi hả? Hết tiền rồi đi ra. Bao. Sao năm nay đặt bầu nhiều quá vậy? Bao cho gì Khánh có bầu. No. Bao nhiêu cái gì Khánh có bầu. Yeah. Oh yeah, I got them. Wait,
Oh no, I lost. Cái con gà. Crab and the shrimp. Yeah, crab. Oh yeah.